Kinh văn: Nếu có chúng sanh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: Nếu có chúng sanh giả làm sa môn, có bốn hạng sa môn: tứ chủng sa môn, thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ô đạo sa môn. 1. Thắng đạo sa môn. Thế nào gọi là thắng đạo sa môn? Chư Phật và chư Bồ Tát đều được gọi là những bậc thắng đạo sa môn, tức là hạng sa môn trội thắng hơn hết về đạo lý. 2. Thuyết đạo sa môn. Hạng sa môn này lấy việc giảng kinh thuyết pháp là lẽ sống, và đó chính là những bậc đại đức cao tăng đã chứng quả A-la-hán. 3. Hoạt đạo sa môn. Đây là hạng sa môn sống đời vì đạo, lấy việc tu đạo là lẽ sống, là sa môn có hạnh tu hành. 4. Ô đạo sa môn. Ô là ô uế, không thanh khiết. Hạng sa môn này làm ô uế đạo, và đây chính là hạng sa môn được nói đến trong đoạn kinh văn này. Sa môn là tiếng Phạn, có ba nghĩa. Ba nghĩa này thật ra không phải là ba, mà là hai nghĩa. Hai nghĩa này đúng ra chẳng phải hai, mà là một nghĩa. Phật pháp kỳ diệu như thế đó. Vậy chữ sa môn có một nghĩa, thì một nghĩa đó là gì? Đó là cần tước. Sa môn có nghĩa là cần tước. Cần là cần mẫn siêng năng, còn tước là hưu tước, và có nghĩa là dứt bỏ, ngừng nghỉ. Cần cũng có nghĩa là không lười biếng, và tức hàm ý lười biếng, không siêng năng. Thế nên có thể nói rằng đó là hai ý muốn của một con người, một đằng thì lười biếng và một đằng thì siêng năng. Như lười biếng chèo kéo, rủ rê siêng năng. Đừng đi làm nữa, hãy lười biếng một chút nữa đi. Siêng năng khuyên can: Ồ, anh đừng lười biếng, hãy theo tôi tinh tấn tu tập đi nha. Vị sa môn phải tự đấu tranh giằng co với hai ý tưởng như thế. Hãy bên nào có thế lực hơn thì bên đó thắng. Siêng năng mạnh hơn thì lười biếng thua cuộc, còn lười biếng mạnh hơn thì siêng năng bại trận. Vậy đây là một người có hai ý muốn là cần và tức, siêng năng và biếng nhác, và đó cũng chính là hai nghĩa của chữ sa môn. Còn nói sa môn có ba nghĩa là gồm có những gì? Cần tức là siêng năng được chia làm ba loại, và tức nghĩa là dứt bỏ cũng được phân thành ba loại. Ba loại cần là gồm những gì? Đó là cần tu giới, định, huệ. Siêng tu giới, siêng tu định và siêng tu huệ. Còn ba loại tức chính là tức diệt tham sân si, dứt bỏ tâm tham lam, dứt bỏ tâm sân hận và dứt bỏ tâm si mê. Giới là gì? Đó chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, nghĩa là chẳng làm điều ác và dân làm việc lành. Ngoài ra
giới cũng chính là dị ác vòng phi, chấm dứt các việc ác, không làm điều ác nữa và ngăn ngừa những sai lầm mà mình có thể gây ra. Có bao nhiêu loài giới? Căn bản thì có ngũ giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngoài ra còn có bát quan trai giới, sa di thập giới, tỳ kheo giới, tức là 250 giới điều. Bồ Tát giới có 10 trọng giới và 48 khinh giới. Tỳ kheo ni giới có 348 giới điều. Có người nói là tỳ kheo ni giới có đến 500 điều, nhưng cũng không đáng kể vì hiện nay đa số tỳ kheo ni đều thọ 348 giới điều. Định là do tham thiền, tịnh tọa tu tập mà có được. Muốn có định thì phải tu tập, không tu tập thì không thể có định. Vì sao người tu hành phải thường xuyên tọa thiền? Thường xuyên tọa thiền tức là cách tu định từng chút một. Lúc mới bắt đầu tịnh tọa thì quý vị chưa có định, cho nên cái tâm của quý vị cứ chạy lang xăng, hết lên trời thì lại xuống địa ngục, không đến chỗ Phật thì cũng vào chỗ Bồ Tát, hoặc có khi lại vào cả chuồng ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo, nhân dân. Cái tâm này quý vị thấy đó, không cần mua vé mà bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục gì, nó cũng đều có thể đến được cả. Vì sao cái tâm này cứ chạy lung tung khắp nơi như thế? Bởi vì quý vị chưa có định. Bây giờ quý vị tu định, tức là thâu nhiếp cái tâm ấy, tập cho nó hết chạy tới chạy lui, không còn lăng xăng lên nam xuống bắc hoặc vào đông ra tây nữa. Có người thắc mắc, vì sao cần phải tu định? Không có định thì cũng đâu có sao. Các người hãy xem kìa, khiêu vũ múa hát chẳng phải là thú vị hơn sao? Định là nghĩa lý gì? Cứ ngồi yên một chỗ như khúc gỗ thế kia thì có gì lý thú đâu. Các tượng gỗ, tượng đất ngồi trơ trơ ở đó thì có ích lợi gì? Tôi thấy như thế quá khô khan, thiếu tình cảm. Tu định thì có lợi ích gì chứ? Thật ra tu định vốn không có lợi điểm nào cả. Chẳng qua là nếu muốn có trí huệ thì trước hết quý vị cần phải có định. Không có định thì không có được trí huệ. Nếu tâm mà quá tán loạn thì không thể có định. Không có định tức sẽ không có trí huệ. Bởi trí huệ có được là nhờ định. Do đó quý vị muốn không còn si mê thì cần phải tu định. Có một người nói rằng trong lúc tọa thiền, anh ta luôn có cảm giác như mình sắp bị rớt xuống khe núi, cho nên rất sợ hãi. Đúng thế, đó là khởi đầu của sự đắc định. Và lúc bấy giờ, quý vị chớ sanh lòng sợ hãi. Hôm nay nhân pháp hội này, tôi sẽ giảng thêm đôi chút. Trước đây tôi có nói là trong khi ngồi tĩnh tọa, lắm lúc quý vị cảm thấy như có dĩa mực đen hoặc tấm sắt lớn lơ lửng trên không và cứ trượt rớt xuống đầu mình, hoặc là đạn nguyên tử sắp nổ tung ngay trên đầu mình. Thế thì lúc đó quý vị phải làm gì? Lúc đó quý vị không nên chấp tướng, không nên bám trụ vào cảnh giới. Bởi nếu chấp tướng thì quý vị sẽ dễ bị rơi vào ma cảnh. Hễ quý vị chấp tướng thì sẽ có đạn nguyên tử nổ tung trên đầu quý vị thật. Còn nếu quý vị không chấp tướng thì sao? Thì tất cả sẽ rất tĩnh lặng, yên ổn, không việc gì, và nhất định quý vị sẽ thắng được chúng ma.
Quý vị mà có định rồi thì ma quỷ nào cũng chạy trốn hết. Cảm giác thấy mình như sắp bị rớt xuống vực sâu muôn trượng chỉ là thứ vọng cảnh hư dối không có thật. Tại sao lại là vực sâu thâm thẳm? Đó chính là nghiệp chướng mà quý vị đã tạo tác từ những đời trước cho đến nay, còn thâm sâu hơn cả vực thẳm ấy nữa. Vậy nay biết được là mình có nghiệp chướng nặng nề sâu dày như thế, thì quý vị hãy mau mau tu tập, chớ nên sanh tâm sợ hãi nữa. Lại nữa, đôi khi đang ngồi tĩnh tọa, quý vị bỗng cảm thấy rất tự tại, tự tại, tự tại, chân tự tại. Một thứ tự tại rất khó hình dung, rất khó diễn tả. Và nếu đạt được cảnh giới tự tại này thì quý vị sẽ quên hết tất cả. Bởi sắc giới trước vị thiền là chúng sanh ở cõi sắc giới chấp trước vào thiền vị. Vì hương vị của thiền na đem lại niềm vui sướng không gì sánh bằng, hơn cả nam nữ kết hôn và cũng hơn hẳn mọi loại ma túy. Cảnh giới đó thật khó mà diễn tả bằng lời được. Chỉ có thể nói đó là thứ tự tại, tự tại, chân tự tại. Cái khó thể hình dung, khó tả bằng lời. Và như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ví dụ quý vị uống nước trà, nước nóng hay nguội thì chỉ có một mình quý vị biết rõ thôi. Trường hợp này cũng vậy, cảnh giới tự tại này chỉ có những người từng trải mới hiểu được. Thế nào gọi là người từng trải? Đó là những người đã từng đi qua con đường này, đã có kinh nghiệm về cảnh giới này. Nhờ vậy, quý vị vừa nói ra là họ liền biết quý vị đang ở giai đoạn nào hoặc đã đạt tới trình độ nào ngay. Hiện nay, trong số quý vị, có người đã dụng công tu tập và sắp đạt tới cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa của tứ thiền. Tuy nhiên, cảnh giới ấy không đáng kể lắm, bởi đó là chuyện rất bình thường, nên quý vị chớ cho rằng như thế là tài giỏi. Tu thiền chỉ cần có thành tâm và chuyên cần thì ai ai cũng có thể đạt được cảnh giới như nhau. Vì cảnh giới tự tại, vui sướng đó vốn không có gì sánh bằng, cho nên được gọi là ly sanh hỷ lạc địa, tức sắp xa lìa mọi phiền não, đạt được sự vui sướng, và đó cũng là một trong các thứ định vậy. Huệ tức là trí huệ. Có trí huệ thì có lợi ích gì? Có trí huệ thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tại sao hiện nay có nhiều người sống một cách điên điên đảo đảo, cứ lấy khổ làm vui? Đó là do họ bội giác hợp trần. Họ thờ ơ quay lưng lại với đạo lý giác ngộ, nhưng lại hợp cùng đạo lý lục trần. Tại sao họ hành động như vậy? Bởi họ không có trí huệ, và chính vì si mê nên họ mới lầm lẫn lấy khổ làm vui, mà lại không biết rằng như thế là si mê nhất. Quý vị nghe giảng kinh không cần phải nghe cho nhiều, chỉ cần nghe hiểu một chữ then chốt rồi đem áp dụng thì sẽ thấy được sự lợi ích bất tận của chữ đó. Như trong câu cần tu giới định huệ, thì chỉ cần nắm được một chữ cần thôi là đủ rồi. Như cần mẫn tu giới, cần mẫn tu định và cần mẫn tu huệ. Phải cần mẫn tu tập thì mới có sự thu hoạch, có sự chứng đắc. Còn không cần mẫn tu tập thì không chứng đắc được gì cả. Do đó, quý vị nhất định phải cần mẫn tu tập, phải vâng lời và tuân theo sự giáo hóa của sư phụ. Bây giờ nói đến chữ tức trong câu tức diệt tham sân si, nghĩa là dứt bỏ tham sân si. Vừa rồi tôi có nói chữ tức này còn có nghĩa là lười biếng. Vì sao?
Chữ tức này vốn có nghĩa là đình chỉ hoặc nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi không phải là lười biếng thì là gì? Nghỉ ngơi tức là lười biếng. Lười biếng tức là đình chỉ, là ngừng lại, không tiến thêm nữa. Đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái tâm tham, tâm sân, tâm si. Cho tham sân si được nghỉ ngơi, được về hưu. Chúng ta không cần dùng đến chúng nữa. Hãy khiến cho tâm tham, tâm sân, tâm si đều đình chỉ. Quý vị không nên tham muốn gì nữa, ngay cả mọi vật chất hưởng thụ của thế gian. Cũng đừng giận dữ, đừng nổi nóng, để cho lửa giận bùng lên, mà hãy bố thí tánh nóng nảy, lửa giận ấy ra. Bố thí cho ai? Thì bố thí cho tôi, bố thí cho sư phụ. Vì sư phụ đang cần có những ngọn lửa giận thật lớn, thật nóng tánh, để cho đệ tử phải nể sợ. Chứ nếu sư phụ cứ hiền hòa, dịu dàng như cái gối bông, thì các đệ tử sẽ không kiêng sợ. Nếu không sợ sư phụ thì họ sẽ không chịu tu hành. Mà không tu hành tức là lười biếng vậy. Trên đây là nghĩa cần tức, là cần tu giới định huệ, và tức diệt tham sân si của từ ngữ sa môn. Mà tâm chẳng phải sa môn. Có nhiều người gian trá, giả làm sa môn thôi, chứ không phải thật. Thâm tâm họ chẳng hề thực hành đạo hạnh của bậc sa môn. Họ không siêng tu giới định huệ, cũng chẳng dứt bỏ tham sân si. Trái lại, con dám nói rằng tham sân si càng nhiều thì càng tốt, và khuyến khích mọi người tốt nhất là hãy quên hết giới định huệ, chẳng cần nhớ gì cả. Đó chính là hàng sa môn giả hiệu, hư ngụy. Và tâm của những kẻ đồi lốt sa môn này không hành hạnh từ bi, không tu hạnh nhẫn nhục, không hành lục độ vạn hạnh. Dụng tâm họ là không làm phận sự của một vị sa môn. Thế thì họ làm gì? Họ mượn danh nghĩa sa môn để dễ bề phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Đồ vật của thường trụ, dù là những thứ lạc vặt nhất, tầm thường nhất, như một tờ giấy chẳng hạn, chúng ta cũng không được tùy tiện phung phí, dứt bỏ bừa bãi. Tại sao? Bởi tuy chỉ là một mẫu giấy, nhưng dồn ít thành nhiều. Tức từ một tờ mà lâu ngày dồn lại cũng thành nhiều. Do đó, tùy tiện phí phạm tờ giấy cũng là lạm dụng, làm hao tổn của thường trụ. Có câu rằng, dù là một lá cây, một cọng cỏ, cũng chẳng được không cho mà lấy. Người ta không cho mình, mà mình tự tiện lấy, như thế là trộm cắp. Cho dù đó chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, nhưng hễ chưa được chủ nhân cho phép mà mình đã lấy, tức là trộm cắp vậy. Bất cứ đồ vật gì của người khác, chúng ta đều không được tùy tiện sử dụng. Quý vị dùng đồ của người khác mà người đó lại không biết, như thế cũng là ăn trộm, là phạm giới trộm cắp. Lại có câu, dù là một cây kim, một sợi chỉ, đều là của bố thí. Những gì người ta đem cho chùa, dù là một cây kim hay một sợi chỉ, đều gọi là của bố thí. Do đó, chúng ta không được tùy tiện phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Phàm là đồ vật thuộc về thường trụ, thì dù là người xuất gia sống trong chùa, cũng không được tùy tiện lấy đem cho kẻ khác. Ngoại trừ đó là vật sở hữu của riêng mình thì không sao. Thí dụ, quý vị có cái áo không mặc nữa, nên đem cho người khác thì được. Còn nếu là đồ vật thuộc của chung cả chùa, thì ngay cả một sợi chỉ cũng không được tùy tiện đem cho người khác để lấy cảm tình. Bởi đó gọi là mua lòng cá nhân. Muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình,
muốn kết thân với dụng ý riêng. Nếu quý vị muốn làm cho kẻ khác có ấn tượng tốt về mình, để họ thích hộ pháp và cúng dường riêng cho cá nhân mình, thì đó là điều hết sức sai lầm. Tất cả mọi người cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Vậy nên không cần nhiều. Dù một tờ giấy, một sợi chỉ, thậm chí một hạt gạo của chùa, mà nếu quý vị vì tình cảm riêng tư tự tiện đem cho người khác, tức là quý vị phá hoại lạm dụng của thường trụ. Phàm là người xuất gia, đồ đạc của riêng cá nhân mình thì mình có quyền tặng cho người khác. Nhưng đối với những thứ thuộc của chung, thì cho dù là một cây nhang, mình cũng không được tự tiện đem cho một ai hết. Gạt gẫm hàng bạch y. Bạch y nghĩa là áo trắng, là hàng cư sĩ, những người tài gia. Những kẻ giả danh sa môn ấy chẳng những thiếu thành thật, chỉ toàn nói lời dối trá để lừa gạt người tại gia, mà lại còn trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác nữa. Họ không tuân thủ giới luật, không trì giữ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di thập giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, lại còn gây ra không biết bao nhiêu thứ tội ác. Vô số tức là không phải chỉ có một loại, mà là rất nhiều loại ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hạng người như thế, những kẻ giả danh sa môn đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.